nhằm sách tấn cho quý tăng ni hành giả an cư, yên tâm tinh tấn hạ thủ công phu, thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức, cũng như trợ duyên cho quý Phật tử và các mạnh thường quân giao duyên với Phật pháp. Cúng dường Tam Bảo trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Ngày 3 tháng 7 năm 2022 nhằm ngày mùng 5 tháng 6 năm Nhâm Dần, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ đã thành lập đoàn đến thăm và cúng dường 8 trường hạ trên địa bàn. Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Phó trưởng Ban trị sự tỉnh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn có các chư tôn đức tăng ni, thường trực Ban trị sự Phật giáo thị xã, trụ trì các tự viện và hơn 100 Phật tử tháp tùng cùng đoàn. Trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2566 dương lịch 2022, được sự thống nhất và cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chính quyền địa phương các cấp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ đã thành lập 8 trụ sứ an cư kiết hạ trên địa bàn, gồm Tổ đình Đại Tổng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, Chùa Kiều Đàm, Thiền viện Phổ Chiếu, Huệ Chiếu, Tu viện Tuệ Giác, Tịnh xá Ngọc Thạnh, Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh và Thiền viện Minh Đức với hơn 1.500 hành giả an cư. Tại mỗi nơi đến, đại diện chư tôn đức đã thay mặt thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ đã sách tấn các hành giả an cư, cố gắng nỗ lực tinh tấn tu tập, thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức. Cũng tại các trú xứ an cư kiết hạ, đại diện quý Phật tử đã tác bạch cúng dường Tam Bảo. Đại diện ban chức sự các trường hạ cũng đã niệm ân công đức của chư tôn đức thường trực ban trị sự Phật giáo thị xã, cũng như ban bố những bài pháp thoại quý giá cho hàng Phật tử về ý nghĩa thiết thực của việc cúng dường Tam Bảo.